chào các bạn, tôi là Trịnh Thế Anh đây, là một chuyên gia đào tạo về bán hàng, về phát triển bản thân. Và hôm nay tôi lại chia sẻ cho bạn cái cách vận hành con viral chatbot như thế nào. Thì điều đầu tiên chúng ta muốn vận hành được con viral chatbot trong bán hàng thì chúng ta, thứ nhất chúng ta phải chuẩn bị về tâm lý. Nếu như bạn không chuẩn bị về tâm lý thì khi mà bạn đang mới bắt đầu, bạn sẽ rơi một cái trạng thái đó là lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ về cái phương pháp viral marketing này. Tôi cũng giống như bạn, nhưng ngay lúc đấy tôi đã bỏ qua tất cả mọi nghi ngờ đó. Và khi anh Lê Hồng Quân, anh cho tôi một cái cơ hội con chatbot, thì tôi ngay lập tức đêm đó, tôi đã về tôi làm ngay lập tức. Và trong đêm đấy tôi không thể nào ngủ được. Và tôi không cần quan tâm ngoài kia họ đang nghĩ gì về tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm là cái công việc này nó có thành công hay không. Tôi chỉ nghĩ một thứ duy nhất, đó là các con số đang nhảy trong đầu của tôi. Và các con số này không phải là 100 đơn hàng, cũng không phải là 1.000 đơn hàng, mà nó là 10.000 đơn, 20.000 đơn hay 100.000 đơn hàng. Đó là con số mà tôi đặt ra cho chính mình. Thì ở đây tôi muốn nói rằng bạn cần phải chuẩn bị tâm lý ở hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là bạn phải tin vào cái điều bạn có thể hoàn toàn làm được. Bạn phải tin vào cái công cụ viral marketing này, nó có thể mang lại sức mạnh cho bạn, mang lại một cái sức mạnh khủng khiếp trong marketing, và bạn hoàn toàn thành công với cái phương pháp này. Nếu như bạn không chuẩn bị về tâm lý đó thì ngay lập tức ở bên ngoài kia họ sẽ nói rằng: ô, cái phương pháp này không hiệu quả, ô, cái sản phẩm này không thể làm được. Họ sẽ có hàng ngàn cái lý do khác nhau để họ bảo rằng cái kế hoạch của bạn hoàn toàn sai. Nhưng hãy nhớ, bạn tin vào chính mình, bạn sẽ có tất cả. Bạn hãy hành động đi, đừng quan tâm họ nói điều gì. Tôi cũng giống như bạn mà thôi, tôi từng bị như vậy. Nhưng tôi không quan tâm người ta nói, và tôi chỉ tin vào chính mình, tôi tin vào mục tiêu của tôi. Và tôi hy vọng rằng bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý đó. Đấy là tâm lý thứ nhất. Tâm lý thứ hai, đó chính là khi từ, cũng giống như tôi, ngày đầu tiên nó chỉ có 60 đơn, ngày thứ hai đâu đó khoảng 70 hay 75 đơn gì đó, và ngày thứ ba cũng chỉ có bao nhiêu, có 170 đơn mà thôi. Và ngày thứ tư nó lên được hơn một chút, đó là 450 đơn. Và ngày thứ năm đó là 650 đơn, là một con số khủng khiếp so với tất cả những người kinh doanh marketing online ở ngoài kia. Bởi vì chỉ có đến ngày thứ năm tôi đã đạt được 650 đơn. Nhưng bạn hoàn toàn bất ngờ đến ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu ở đây tôi đạt được 9.003 đơn hàng. Bạn hãy tưởng tượng, chỉ có 6 ngày mà thôi, tôi đạt được từ 60 đơn lên tới 9.003 đơn hàng. Bạn hãy tưởng tượng một con số quá khổng lồ. Và nếu như tôi không chuẩn bị về tâm lý thì chắc chắn lúc này tôi sẽ rơi vào một trạng thái khủng hoảng. Bởi vì đây không phải khủng hoảng thiếu, mà nó là khủng hoảng thừa. Vì 600 đơn hay 1.000 đơn thì hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta. Nhưng nếu nó lên tới 9.000 đơn, 10.000 đơn như vậy, và ngay ngày hôm sau nó lên sấp xỉ 20.000 đơn, bạn tưởng tượng không, nếu bạn sẽ xử lý như thế nào với 9.000, 10.000, 20.000 đơn hàng đấy? Bạn sẽ hoàn toàn bị rơi vào trạng thái tê liệt hết. Nhưng có điều khủng khiếp hơn, đó chính là phần sau tôi sẽ chia sẻ cho bạn nó sẽ như thế nào. Thì ở đây tôi nhắc lại rằng bạn cần phải chuẩn bị tâm lý ở hai trạng thái. Tôi nhắc lại, một trạng thái thứ nhất là bạn không tin vào cái công cụ này, không tin vào phương pháp này nó có thể đột phá trong doanh số của bạn. Niềm tin thứ hai, bạn sẽ bị người khác ở ngoài kia, họ sẽ đưa ra hàng nghìn lý do khác nhau để họ cản trở bạn cái bước đi của bạn. Thứ ba, khi mà từ 0 đơn hàng lên 10.000 đơn hàng thì bạn cần phải xác định xem nó sẽ như thế nào, nó có bị bùng nổ khỏi cái khả năng kiểm soát của bạn hay không. Đó là tất cả các lý do mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây. Bạn cần phải chuẩn bị các tâm lý đó. Nếu khi bạn cởi chuyển bị được hết tâm lý như vậy thì bạn sẽ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi ở đây. Bạn sẽ không bị động trong các cuộc chơi của mình, và cái kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ trở nên thành công hơn. Và tôi hy vọng rằng cái chia sẻ của tôi, cái động lực của tôi, cái cách tôi đã làm trước đó giúp cho bạn có một trải nghiệm tốt hơn, chuẩn bị tâm lý tốt hơn trong việc kinh doanh, áp dụng con chatbot viral vào kinh doanh của bạn. Tôi tin bạn sẽ hoàn toàn làm được. Và phần sau tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Và chúng ta lại đón tiếp phần video tiếp theo của tôi. Xin chào.